Hôm nay tôi xin giới thiệu về máy vặn vít. Trên tay tôi cầm là máy vặn vít của hãng Bosch. Sau đây tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về những cái phím chức năng của cái máy này. Đầu tiên đây sẽ là cái nút dùng để khởi động khoang. Còn bên cạnh sẽ có một cái nút có thể chuyển qua lại để thay đổi cái chiều quay của mũi khoang, cái mũi mũi giúp cho để cho chúng ta là có thể bạn biết vào hoặc là tháo ra. Còn ở trên đây là sẽ có cái nút chọn cách tốc độ. Với cái loại máy móc vít này thì có hai cách tốc độ, có thể chọn số 1 hoặc là số 2 để tốc độ nhanh hay chậm tùy vào điều kiện làm việc. Ở trên cái máy bấm vít này nó có thêm một cái chức năng nữa là chức năng đặc biệt này là người ta có thể điều chỉnh cái mô men xoắn của cái mũi để cho chúng ta khi chúng ta thi công trên những cái vật liệu có độ cứng khác nhau, ví dụ như thạch cao thì có độ cứng thấp thì ta sẽ chỉnh cái mức cái mô men xoắn thấp xuống để khi bắn thì nó sẽ báo hiệu chúng ta biết được khi nào là dừng. Còn thi công bên vật liệu gỗ thì chúng ta phải tăng cái mức mô men xoắn này, nhưng ở đây có nhiều mức 15, 17 và 19 thì thi công trên gỗ thì chúng ta có thể tăng lên mức 17 để cho cái việc chúng ta bán vít được nhanh hơn, vẫn hiệu quả hơn. Còn cách lắp cái mũi thì nó sẽ có hai nửa, một chúng ta sẽ giữ một nửa dưới và chúng ta sẽ vặn nửa đây để tháo hoặc là mở mũi. Ví dụ như sau, chúng ta bỏ mũi vào và chúng ta sẽ vặn thì cái mũi sẽ cứng, rồi chúng ta sẽ tiến hành bắn vít. Thì với loại máy này thì nó sẽ có hai cục pin, một cục dùng để một cục có thêm một cục dự phòng và nó có thêm một cái bộ để nạp điện cho cái cục pin, bộ này dùng để nạp cho bộ pin. Về cái việc giới thiệu máy con của tôi đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.